Chào mừng anh em quay trở lại kênh. Hôm nay thả mấy em trò than này ra cho nó thấm mà. Con kệ nó đi để cho nó ra nó tắm. Đây này, đó nó cứ đòi ra này, nó tắm này. Nó cứ chui vào đây nó tắm này. Thấy chưa? Nó thích tắm lắm á. Nãy giờ chưa tắm. Nó đang xem nước thế nào đó, đó thấy chưa? Hả? Từ từ nó mới lên chứ. Đó, nó tắm rồi đó, thấy chưa? Ướt hết rồi. Ủa. Nhìn ghê không? Người ướt hết luôn rồi kìa. Tắm mà ướt hết luôn các bạn ạ. Để cho con này ra luôn này, con này cũng đòi thích tắm này. Để cho con này ra luôn nhé. Ướt hết rồi kìa. Nha. Đó, con này vẫn thích tắm nè. Ui, con này cũng tắm nè. Cho con này ra luôn. Ui, ôi. Vẫn nhẹp hết rồi. Trời. Ôi. Tắm mới nhạt hết kìa. Trời ơi. À, con kia đâu rồi? Nó bay đây. Con này ướt rồi. Ướt rồi bây giờ nó khô tắm này. Hai con đều thích tắm nè. Ai con chụp con chó. Kệ nó. Con đuổi con chó đi, không nó ăn thịt đấy. Hai con chó này ghê lắm. Ngồi xuống. Bố biết rồi. Đi ra. Cho nó tắm đi một lúc đi. Trời nó thích tắm đấy trời. Đang rỉa lông. Rắc bỏ ai cho nó ăn không? Có chứ. Bỏ con kia vẫn thích tắm. Con này hả? Con này thích tắm ghê á. Đuổi con chó này ra, không là nó ăn thịt nữa này. Ra ngoài kia. Con đừng sợ, nó kệ nó đi. Cho nó tự tìm vũng nước nó tắm chứ. Nó khôn lắm á. Khôn. Tắm của nó khôn.
Kệ nó đi, đứng ra xem nó tắm đi. À, con này nó lại ướt nhẹt, con này đang rỉa lông. Rồi, ướt nhẹp rồi đây. Gà rừng này đây là gì? Mình sợ đấy con mẹ. Chân bẩn. Nó chui vô đây nè, đó nó xỉa lông rồi đó. Mấy người hỏi mua mà chưa bán, đã uổng quá. Giờ nó thuần được thả ra, nó đâu có bay đi đâu, nó cứ bay xung quanh nhà thôi à. Xong rồi hồi bắt nó lại. Đàn này cũng phải được gần 2 tháng rồi. Nhưng mà tại vì nó biết mổ rồi mà. Biết ăn, biết mổ rồi. Ấy ấy, nó lại tắm nữa đấy. Rồi, chào tất cả mọi người nhé. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem. Xin chào.